một chiếc mái lâm ngang đất mẹ gánh lầm than cùng đầu nợ nước đành giãn dơ vui mặt nỗi nhà chiều nát tan cái tàu chiến trò tù không ác tập trung dở ngôn ngục trần gian chuyện quê hương mà quê hương mất ôi đắm chiêu trò còn sao gian từ tháng tư một chiếc bay lầm tung lời quan thầy kéo vào nam hồ tinh sự mộc hồn hoa mềm quý đô nhẹ nắng nghe nghe hàm vơ vết dành mang ra bắt cào môi với mốc sạch miền Nam viên đông hòn ngọc giờ tan tác lấy xác người ngồi bên miền Nam từ tháng tư một chiếc bay lăm không thu dây xẻo nát miền dẫm đạp đời son trẻ non cuối khúc vừa tiếp dân hoan chúng huynh hoan giờ vì ta hiếp chúng quan quan còn vì ta say chúng nghênh ngang nhà vì ta Trung Quốc chúng tuyên bố đánh cho Liên Xô đánh xong rồi hiến dân sông núi cuối một đầu trả nợ quý nhân từ tháng tư một chiếc bay lăm cổng tu dây xẻo nát miền Nam dép râu dẫm đạp đời sống trẻ non cuối phút vừa kiếp dân hoan huynh hoang giờ người ta hiếp chúng hoang hoang con người ta say chúng nghênh ngang nhà người ta cuốn và người ta đại mục tu cái tàu chúng tuyên bố đánh cho Trung Quốc chúng tuyên bố đánh cho Liên Xô đánh xong rồi hiến dân sông núi cuối một chúng tuyên bố đánh cho Trung Quốc chúng tuyên bố đánh cho Liên Xô đánh xong rồi hiến dân sông núi.